Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Táo hiện tại 25 tuổi, mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi, giận nhưng mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Dạ. Giận tự quên được, giận chị quên tự làm mà. Hòa luôn. Tự làm hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Vân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nói chung hơi buồn. Thôi kệ đi. Con chuẩn bị có một bài à cô. Không sao đâu, tại vì con biết sao chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát. Bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. con quên lại hơi rung chú. Dạ bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì thức con là chưa đúng không? Dạ con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng mà, thường là vậy. Thôi vậy có đừng nói con ơi, nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này á là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ không được tự ti nữa nha. Dạ và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏa nắng. Tính tình thì hiền lành á. Hiền lành. Biết lắng nghe chia sẻ á con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết dạ. Sẽ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình á thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào? Dạ. Ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á thì con thích các bạn nữ á thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài. Kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mảnh khảnh, tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chờ chút. Tỏa. Rất tỏa thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động. Bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống giống vậy. Giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á
là mình đừng có một dạng mà gia trưởng vụt vũ phu. Về cái tính cách đó thì chín chắn xíu giúp em. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm. Đúng không? Dạ. Có mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl, em thích nhóm nhạc. Nhóm gì nè? BTS à, cái gì? Nhóm WANNAONE, mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại WANNAONE. Bên đây là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng, bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó, tới em chưa? Có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu về... đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi, thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Thôi, thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ, thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ, em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi ghép chép dữ lắm luôn nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài, đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau. Thứ hai á là hợp tuổi nữa. Và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau. Nhưng mà để tiến tới dài lâu thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về nhắc ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được. Ghê thiệt chứ, chiến lược hết rồi. Có chiến lược, chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo có người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi. Được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ. Gửi tặng em một món quà. Rồi mở ra đi cưng, dạ, mở ra nào. Món quà anh tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, rồi. Em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên á là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai á là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích á là ban buổi chiều á anh hay đi bộ á, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh á để mình đi vòng vòng mà mình đếm sức khỏe mình á. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều á thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, à. Cảm ơn anh. Rồi, còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy nốt á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. Rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi. Rồi, để quà anh đây đi cưng. Em có nhận xét gì vậy? Anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. Như vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm cô. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài muốn đó. Làm chi em ơi. Dạ đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó. Thế dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi còn cái này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Trời ơi, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, đây đây, dạ, của em. Nhà nữ nè, đây. Rồi, đây em không? Đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, để anh đọc cho. Hôm nay, vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt,
thỏa thuận đôi bên. Vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy. Nếu lỡ một bên say nắng, thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại, bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để đi, dạ. Hồi hai đứa trao đổi. Dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha. Dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hả sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp là được. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Yeah. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị đó tặng cô gái đi. Dạ. Yeah. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình đó. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó rồi ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn của hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. Một. Để đây. Hai. Để tay vô đây. Ba. Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình, mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa. Dạ. Chưa được gặp quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Rồi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, con hôn đi.